những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine trong 24 giờ qua đức có thể sản xuất xe tăng trên chính đất nước ukraine quan chức cấp cao ukraine cảnh báo điều tồi tệ nhất đối với nga chỉ mới bắt đầu giới truyền thông nga đang hoảng loạn vì bắt mút sụp đổ quá nhanh Nga tung tên lửa bất khả chiến bại tìm diệt hệ thống Patriot của Mỹ ở Ukraine. Kết quả bị chính Patriot bắn hạ khi vừa mới được phóng. Lính nhà tháo chạy trước, thủ lĩnh Wagner đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Bắc Mút. Lực lượng Ukraine đã để lùi quân đội Nga tới 17,3 km vuông, chiếm lại các vị trí cao quan trọng gần Bắc Mút. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Đức có thể sản xuất xe tăng trên chính đất nước Ukraine. Kính thưa quý vị, tập đoàn sản xuất vũ khí của Đức sẽ mở công ty liên doanh tại Ukraine với kỳ vọng có thể sản xuất cả xe tăng ở đây. Tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall thông báo sẽ mở một công ty liên doanh với nhà sản xuất vũ khí nhà nước của Ukraine để sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị quân sự ở Ukraine và sau này thực hiện sản xuất một số thiết bị. Theo báo Honduras, xe tăng có thể được chế tạo từ nhà máy này. Để ủng hộ Ukraine trong chiến sự với Nga, Mỹ và các nước phương Tây đã đưa tới đây một lượng lớn thiết bị quân sự, bao gồm xe chiến đấu bọc thép và xe tăng chiến đấu hạng nặng. Do đó, cần có một đơn vị để sửa chữa các phương tiện này ngay tại Ukraine, kịp thời đáp ứng nhu cầu chiến đấu. Giai đoạn đầu tiên trong thỏa thuận giữa Premental và nhà sản xuất nhà nước Úc Oberon Prom của Ukraine là bảo trì và sửa chữa các phương tiện được chuyển đến Ukraine. Sau đó, hai bên có kế hoạch cùng sản xuất một số thiết bị của Kremento tại Ukraine. Giám đốc điều hành của Kremento, ông Amin Papager cho biết công ty này đang tìm cách bảo đảm hỗ trợ Ukraine nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Remetho không cho biết thêm thông tin, song theo nhật báo tài chính Handelsblatt, công việc chuẩn bị để chế tạo xe tăng ở Ukraine đang được tiến hành. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, ông Papager cho biết, Remento đang đàm phán để xây dựng một nhà máy sản xuất xe tăng ở Ukraine. Hai bên đã ký một thỏa thuận sơ bộ và công ty liên doanh nêu trên dự kiến đi vào hoạt động từ giữa tháng 7 năm 2023. Kể từ khi Nga thực hiện xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Đức đã trở thành một trong những nước ủng hộ quân sự lớn nhất của Ukraine, cung cấp nhiều loại vũ khí cho Kiev. Trong đó có một số xe tăng Leopard từ chiến sự Nga-Ukraine, công ty Grand Mental cũng có thêm nhiều lợi thế. Kết quả của công ty này vào năm ngoái đã đạt kỷ lục lọt vào chỉ số Dark Blue Chip của Frankfurt vào tháng 3. Cổ phiếu của công ty cũng tăng khoảng 3% trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt sau thông báo về việc hợp tác với Euroborom. quan chức cấp cao Ukraine cảnh báo điều tồi tệ nhất với Nga chỉ mới bắt đầu. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho rằng, mọi nỗ lực của Tổng thống Nga Putin nhằm đe dọa Ukraine bằng những phản ứng thích đáng đã thất bại và điều tồi tệ nhất đối với Nga mới chỉ bắt đầu. Ông Danilov nói, tất cả những nỗ lực của Nga nhằm đe dọa người Ukraine và thế giới bằng cái gọi là phản ứng thích đáng dường như đang tự nói với chính họ. Putin đã sử dụng mọi thứ có thể. Ông tin rằng điều tồi tệ nhất mới chỉ bắt đầu đối với Nga. Ông Danilov tuyên bố sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ thú vị với các công nghệ tiên tiến phía trước dành cho người Nga, và đây sẽ không chỉ là điện thoại thông minh. Lần gần đây nhất, vào ngày 11 tháng 5, Điện Kremlin đã hứa sẽ có phản ứng thích đáng đối với việc cung cấp tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Trước đó, anh tuyên bố đang cung cấp cho Ukraine nhiều tên lửa hành trình được vũ trang thông thường Storm Shadow, một loại vũ khí tấn công chính xác tiên tiến, đã được chứng minh trong chiến đấu với tầm bắn được tuyên bố chính thức là hơn 155 dặm. Đây là loại vũ khí đối kháng tầm xa nhất được chuyển giao cho Ukraine kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Mặc dù trước đây có những gợi ý rằng Vương quốc Anh đang tìm cách chuyển một loại vũ khí tấn công tầm xa nào đó vào tay Ukraine, nhưng thông báo chính thức mới nhất này đã xác nhận rằng một động thái như vậy sẽ liên quan đến Storm Shadow phóng từ trên không. Một trong số đó có thể đã được sản xuất, đã bàn giao. Phát biểu tại Quốc hội Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước ông đã bắt đầu cung cấp tên lửa Storm Shadows cho Ukraine, đáp ứng yêu cầu từ lâu của Kiev về tên lửa tầm xa. Giới truyền thông Nga đang hoảng loạn vì Bakhmut sụp đổ quá nhanh. Việc Ukraine tuyên bố đã đạt được một số tiến bộ ở Bakhmut thuộc vùng Donetsk trong tuần này đã dẫn đến những phản ứng trái chiều từ Điện Kremlin và Shepseni Pirosin, người có tập đoàn Wagner tham gia vào một trận chiến đẫm máu giành thành phố. Hôm thứ Sáu, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia đã viết trên kênh Telegram của mình rằng các lực lượng vũ trang của Ukraine đã tiến được 2 km theo hướng Bakhmut các binh sĩ Nga và Ukraine đã đụng độ trong nhiều tháng trong trận chiến giành Bắc Mút, một thành phố công nghiệp nhỏ với dân số trước chiến tranh là 70.000 người. Quân đội thông thường của Nga đã chiến đấu bên cạnh các tay súng từ trang phục bán quân sự của Prigozhin. Tập đoàn Wagner, mặc dù ông Trùm Nga gần đây đã nhiều lần đe dọa rút quân vì thiếu đạn dược từ Bộ Quốc phòng Nga, vì nghiên cứu chiến tranh, một cơ quan cố vấn của trụ sở tại Washington, DC cho biết trong một bài đánh giá được công bố hôm thứ Năm rằng, các lực lượng Ukraine có khả năng đã chọc thủng một số phòng tuyến của Nga trong các cuộc phản công gần Bắc Mút. Họ trích dẫn tư lệnh lực lượng miền đông Ukraine, tướng Oleksandr Shensky nói rằng, các lực lượng Nga đã rút lui tới 2 km phía sau phòng tuyến của Nga trong các khu vực không xác định của mặt trận Bắc Mút. Prykuzin cho biết riêng các lực lượng Ukraine và chiếm lại 3 km mặt đất trong và xung quanh Bắc Mút. Ông nói trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu rằng, Tập đoàn Wagner kiểm soát 95% mút, nhưng các đơn vị dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga đã bị Ukraine phản công thành công. Trong khi đó, Moscow đã bác bỏ các báo cáo về những bước đột phá của Ukraine trong cuộc chiến giành thành phố. Tình hình chung trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt đang được kiểm soát, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. ISW đánh giá rằng các phản ứng của Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga phản ánh sự hoảng loạn gia tăng trong không gian thông tin của Nga trước những suy đoán về các cuộc phản công đã được lên kế hoạch của Ukraine. Các phản ứng của Nga cho đến nay đã cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng giữa Wagner và giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, cũng như phản ánh hướng dẫn của Điện Kremlin nhằm tránh hạ thấp thành công của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư rằng, Nga tin tưởng rằng quân đội của họ cuối cùng sẽ có thể chiếm được bạch mút. nói với đài truyền hình ATV của người Serb ở Bosnia rằng, Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Bakhmut sẽ bị chiếm, nó sẽ tiếp tục được giữ. Từ chối giải thích chi tiết về các chiến thuật và chiến lược quân sự trong tương lai mà ông nói là đặc quyền của quân đội. Peskov nói thêm, đó là một tình huống khá xúc động, các hoạt động tấn công rất khó khăn đang được tiến hành ở đó. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để xin bình luận. Nga tung tên lửa bất khả chiến bại tiêm diệt hệ thống Patriot của Mỹ ở Ukraine. Kết quả bị chính Patriot bắn hạ khi vừa mới được phóng. Nga đã cố gắng phá hủy một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đang tác chiến ở Ukraine bằng tên lửa siêu thanh, nhưng kế hoạch thất bại. Tên lửa bất khả chiến bại Kishan của Moskva bị Bajot đánh chặn, hai quan chức Mỹ tiết lộ với CNN. Đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng thành công hệ thống Bajot vài tuần sau khi nó được triển khai đến Ukraine. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với CNN rằng, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn nhiều tên lửa từ Bajot ở các góc độ khác nhau để đánh chặn tên lửa Nga, cho thấy họ đã nhanh chóng sử dụng thành thạo hệ thống phòng không này. Các quân chức Mỹ tin rằng người Nga đã sử dụng các tín hiệu phát ra từ hệ thống tên lửa Patriot để phóng tên lửa siêu thanh Kinzo giao găm vốn được ca ngợi là bất khả chiến bại nhằm tấn công nó. Mặc dù hệ thống Patriot có một radar mạnh có khả năng phát hiện các mục tiêu đang tới ở tầm xa, nhưng sự phát xạ cần thiết của radar để phát hiện các mục tiêu đó cũng khiến kẻ thù có thể phát hiện và định vị khẩu đội Patriot không giống như một số hệ thống phòng không tầm ngắn di động và khó nhắm mục tiêu hơn được cung cấp cho Ukraine, khẩu đội Patriot cỡ lớn và cố định. Điều này giúp người Nga có thể xác định vị trí của nó theo thời gian. Mặc dù có nhiều cách để ngụy trang những tín hiệu radar này của Patriot, nhưng quân đội Nga rõ ràng đã xác định được chính xác vị trí của hệ thống tên lửa Mỹ đóng bên ngoài Kiev. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola Ostrak nói rằng vụ đánh chặn xảy ra vào ngày 4 tháng 5, Trước đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố rằng Patriot sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng Nga. Tuần này, tướng Patrick Reader, thư ký báo chí Lào Năm gốc xác nhận rằng người Ukraine đã sử dụng hệ thống Patriot để đánh chặn tên lửa Kinzho của Nga. Ukraine đã nhận được ít nhất hai hệ thống Patriot, một của Mỹ và một của Đức, để tăng cường khả năng phòng không của nước này, vốn từng không thể đánh chặn các tên lửa hiện đại hơn của Nga như Kinzhan. Khi Mỹ lần đầu tiên tuyên bố sẽ gửi các hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine, thời gian chuyển giao là vài tháng. Do tính phức tạp của hệ thống và nhu cầu huấn luyện hàng chục binh sĩ Ukraine về cách vận hành hệ thống có nhiều thành phần này, tuy nhiên người Ukraine được cho là đã nhanh chóng thành thạo trong việc sử dụng các hệ thống phòng không, cho phép Mỹ rút ngắn chương trình huấn luyện tiêu chuẩn kéo dài khoảng một năm thành vài tháng. Lính Nga tháo chạy trước, thủ lĩnh Quatner đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Bakhmut. Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Shepseny Bredosin đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến thành phố Batmut ở miền đông Ukraine để tự đánh giá tình hình. Hãng tin CNN dẫn nội dung trong bức thư gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và được ông Bredosin chia sẻ lên mạng xã hội vào hôm 12 tháng 5 rằng Tôi đề nghị ngài tới thăm Batmut, nơi đang được các đơn vị bán quân sự của Nga kiểm soát, và tự đánh giá tình hình. Ông Prigozhin đã liên tục phàn nàn về những thất bại trong quá trình chiến đấu của lực lượng Wagner và đổ lỗi tình trạng thiếu đạn dược để giành toàn quyền kiểm soát Bắc mút cho Bộ Quốc phòng Nga. Những ngày gần đây, thủ lĩnh Wagner cho rằng các khu vực do lực lượng của mình chiếm đóng xung quanh Bakhmut với cái giá phải trả là thương vong nặng nề lại đang dần bị mất vào tay quân đội Ukraine. Ông Prigozhin viết trong thư gửi Bộ Quốc phòng Nga rằng hiện tại các đơn vị của Wagner đã kiểm soát hơn 95% khu định cư ở Bắc Mút và tiếp tục tấn công để giải phóng hoàn toàn nơi này. Nhưng ở hai bên sườn của Wagner, quân đội Ukraine đã phát động một số cuộc phản công thành công tại những khu vực có đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đóng quân. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga tới 17,3 km vùng, chiếm lại các vị trí cao quan trọng gần Bakhmut. Lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng 17,3 km vùng lãnh thổ Ukraine gần Bakhmut trong 3 ngày thực hiện các chiến dịch phản công. Điều này đã được tuyên bố bởi người phát ngôn của nhóm lực lượng phía đông của lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Shervati. Theo ông, do kết quả của cuộc phản công, lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Bakhmut đã đẩy lùi quân đội Nga ở khoảng cách từ 250 m đến 1,5 km. Tổng diện tích lãnh thổ được giải phóng là 17,3 km. Trong khi đó, các kênh Telegram của Ukraine đã công bố một video quân đội Nga tháo chạy khỏi Bakhmut. Như trang web Twitter97.org đã đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc rút quân khỏi các vị trí gần Bakhmut. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, các lực lượng nga đã tái triển khai tới các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn dọc theo hồ chứa Bakhovskoy ở phía bắc thành phố. Người đứng đầu Wagner PMC Yevgeny Prigozhin đáp lại những lời của Konashenkov nói rằng những gì xảy ra gần Bakhmut là một chuyến bay chứ không phải tái triển khai. Ông nói rằng giờ đây lực lượng vũ trang Ukraine có cơ hội chiếm giữ tất cả các điểm cao chiến thuật ở khu vực Bakhmut và tiếp cận thành phố ở khoảng cách 500m với việc mất 5 km vuông này chỉ còn lại cho ngày hôm nay kẻ thù đã giải phóng hoàn toàn con đường cho ship và Bakhmut, con đường mà chúng sẽ có thể sử dụng, đồng thời sẽ chiếm giữ những đỉnh cao chiến thuật mà cả thành phố sẽ nằm trên đó trong tầm nhìn đầy đủ, Prigozhin nói. Ông ta chắc chắn rằng sau đó lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bắt đầu bao vây thành phố và những người lính đánh thuê của ông ta có nguy cơ bị bao vây và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews btva gmail com một lần nữa đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp